Một trò chơi không? Ok. Tao khen mày một câu, mày khen tao một câu. Ôi mày đẹp quá. Mày có mắt thẩm mỹ ghê á. Nhưng mà em thề là em không có gì để mặc thật. Bộ bên phải chỉ mặc khi đi làm, bộ bên trái mặc khi đi xem phim, bộ bên trên khi nào đi với bạn, còn bộ bên dưới để cuối tuần lên nghìn chị. Đậm vỡ lòng anh đã biết em đã chẳng mang lừa dối trong lời nói, chỉ vì con tim nơi anh quá dài cờ. Người yêu hỡi xin đừng trách, hãy thứ tha lỗi lòng. Lòng anh đã biết em đã chẳng mang lừa dối trong lời nói, chỉ vì con tim nơi anh quá dài cờ. Người yêu hỡi xin đừng trách, hãy thứ tha lỗi lòng. Cút, mày bỏ bố mày ra. Hải, quay xe. Tao mày quay xe. Bố bảo mày quay xe, mày quay bố mày làm gì? Như vậy là ngầu hả ta ơi? Thứ bảy màu chơi ở cái đâu? Thứ bảy màu chơi về tim. Mặt người đâu sao tôi không thấy vậy? Này chắc lifestyle chia sẻ đời sống. Là người đàn ông ai ai cũng giống nhau, khi mới quen thật nhiều lời yêu dấu, làm cho em tin tưởng vào tình anh, làm cho em yêu anh hơn chính. Đêm lang thang một mình, trời sương khuya lạnh giá, tâm tư mang buồn phiền, quên người càng nhớ thêm người xưa đi. Trả điện thoại lại cho mẹ kìa, mẹ la đó nha. Đố các bạn chị đó sẽ làm gì, hi hi. Ủa vậy là hết rồi hả? Ai giải thích dùm với? Đáng yêu chỗ nào vậy các bạn?
ngày xưa em thề làm chi, ngày xưa em thề làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu phải đau như ngày nay, mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người điên biết khóc. Đừng quên like và subscribe Mật Ngọt TV nhé.